Đại gia bỏ ra 1 tỷ chơi hoa loan huyền thoại, Tết chỉ cần thế là đủ. Một đại gia Hà Thành làm trong lĩnh vực bất động sản đã chi hơn 1 tỷ đồng để mua 5 chậu hoa địa lan kiếm trần mộng huyền thoại để về chơi Tết và tặng bạn bè, hài lòng khi thỏa đam mê chơi hoa. Đối với ông, Tết chỉ cần thế là đủ. Mấy năm gần đây, địa lan kiếm trần mộng luôn tạo nên cơn sốt trên thị trường hoa cảnh vào mỗi dịp Tết nguyên đán, được mọi người săn mua về chơi. Loại hoa này có vẻ đẹp hiếm thấy với những chùm hoa màu xanh ngọc hay xanh lá mạ, nhìn như sao rơi cả ngàn mét. Về lan kiếm trần mộng, dân gian còn truyền tai nhau câu chuyện vua Trần Anh Tông trong đêm ngủ mộng thấy mình được chiêm ngưỡng loại địa lan với hoa màu xanh vàng giống như màu mạ non, nhìn rất đẹp và thơm. Khi tỉnh giấc, vua Trần Anh Tông được dâng tiến một chậu địa lan giống hệt loại hoa lan đã xuất hiện trong mộng. Kể từ đó, địa lan quý Sapa được gọi với tên giấc mộng vua Trần hay lan trần mộng. Để có chậu lan trần mộng huyền thoại chơi Tết, khách phải chi từ vài triệu đến vài chục triệu đồng, thậm chí hơn 100 triệu đồng cho mỗi chậu lan, tùy độ khủng của chúng. Đặc biệt với những chậu lan đẹp, khách còn phải đặt hàng trước, nếu không, có tiền cũng khó mà mua nổi. Anh Nguyễn Xuân Hòa, một đầu mối đã có nhiều năm kinh nghiệm buôn bán địa lan kiếm trần mộng ở Hà Đông, Hà Nội cho biết, năm nay thời tiết thuận lợi nên lan trần mộng đẹp hơn năm trước rất nhiều. Hiện các nhà vườn đang dùng sức chăm lan để có thể bung nở hoa, tỏa hương thơm vào đúng dịp Tết nguyên đán. Theo anh Hòa, loại lan này đã xuất hiện trên thị trường mấy chục năm nay, các nhà vườn cũng không ngừng mở rộng diện tích trồng lan. Tuy nhiên, giá lan không hề hạ nhiệt, vẫn dao động ở mức 900.000 đồng đến 1.300.000 đồng trên một cành lan dài tầm 1 mét, có 30 chấu nụ hoa, giá mỗi chậu được tính dựa trên số lượng cành trong chậu. Loại lan này dù được trồng khá nhiều ở trên Sapa, nhưng giá bán tới tay khách hàng vẫn vô cùng đắt đỏ. Vào dịp cận Tết nguyên đán, mua những chậu lan từ 5 đến 40 triệu đồng trên một chậu khá dễ vì nguồn hàng dồi dào, song những chậu khủng cỡ 60 đến 70 triệu hay trên 100 triệu đồng trên một chậu thì thường phải đặt trước, thậm chí có người đặt mua trước cả nửa năm. Anh Hòa nói và cho biết, tầm này khách đang đặt mua nhiều với những chậu lan trần mộng khủng, thậm chí có khách còn lái ô tô mấy trăm cây số lên các vườn lan trên Sapa, Lào Cai để chọn mua lan chơi Tết. Cách đây nửa tháng, sau khi xem các chậu lan, một đại gia Hà Thành làm trong ngành bất động sản đã quyết định mua 5 chậu lan khủng trần mộng với giá hơn 1 tỷ đồng. Vị này cho biết, ngoài mua để ở nhà chơi 2 chậu, 3 chậu còn lại ông đem tặng bạn, anh Hoài tiết lộ. Sở dĩ 5 chậu lan trần mộng có giá lên tới hơn 1 tỷ đồng là bởi mỗi cành hoa trong chậu có chiều dài tới 1,3 mét với số lượng trên 40 chấu trên một cành, trong khi những chậu lan có cành dài và nhiều chấu như vậy được xếp vào hàng hiếm. Thế nên, giá của chúng được tính cao bằng là 2,2 triệu đồng trên một cành. Trong 5 chậu có 1 chậu 78 cành hoa, 1 chậu trên 100 cành, còn lại 3 chậu đều có gần 100 cành. Để sở hữu được những chậu lan trần mộng khủng, nhiều người chia tới hàng trăm triệu đồng. Giá trên còn tính cả tiền chậu, tiền đế, tiền phí vận chuyển từ Sapa về Hà Nội và vận chuyển đến tận nhà khách. Vất vả nhất là khâu vận chuyển. Với những chậu lan khủng đó, khi đưa lên xe hay di chuyển vào nhà, cần tới 10 người hợp sức khiêng cùng. Đó là một trong những vị khách quen của tôi, anh Hòa tiết lộ, khoảng 4 năm trở lại đây, năm nào vị khách này cũng lấy 2 chậu lan trần mộng hàng khủng vì ông mê đắm vẻ đẹp của hàng ngàn bông hoa đua nhau khoe sắc tỏa hương cùng một thời điểm. Do đó, năm nay đại gia này quyết định chi mạnh tay đặt hẳn 5 chậu khủng để vừa chơi vừa làm quà tặng bạn. Anh Hòa cho hay, lan trần mộng chơi khá bền, bắt đầu từ 13 tháng chạp khi lan lác đác điểm bông cũng là lúc anh tiến hành chuyển về cho khách, đã đặt để họ trưng bày trong nhà. Thời điểm giáp Tết, hoa bắt đầu nở rộ và khách có thể chơi qua Tết. Ngắm cây bưởi 300 quả giá 100 triệu chờ khách chơi Tết. Cây bưởi diễn có số quả lên tới 300 quả và giá bán lên tới cả 100 triệu đồng, đang thu hút sự quan tâm của người yêu cây cảnh dịp Tết nguyên đán này.
Vài năm gần đây, bên cạnh thú chơi hoa mai, đào, quất truyền thống, nhiều người còn yêu thích và chọn mua những loại cây ăn quả như bưởi để chơi Tết. Nắm bắt được xu thế này, nhiều chủ vườn đã nghiên cứu và lai tạo thành công những cây bưởi có dáng đẹp, sai quả, thậm chí có những cây bưởi có tới 300 quả và giá lên tới cả 100 triệu đồng. Vườn bưởi nhà anh Hoàng Văn Mến ở huyện Văn Giang, Hưng Yên có khoảng 60 gốc bưởi, 1/5 số này đã được khách đặt mua mặc dù chưa tới tháng chạp âm lịch. Trong đó, mỗi cây có từ 100 đến 200 quả bưởi, cá biệt có cây lên tới 300 quả được chủ vườn ghép từ giống bưởi diễn nổi tiếng của Hà Nội. Theo anh Mến, cây bưởi sai quả nhất trong vườn nhà anh là cây 47 năm tuổi, cây này có tới 300 quả. Đây cũng là cây thuộc hàng bưởi gốc diễn cổ thụ. Trong số 300 quả trên cây, có khoảng 20% số quả là ra hoa kết trái tự nhiên, còn lại do kỹ thuật cấy ghép. Công đoạn ghép quả diễn ra khá kỳ công và tỉ mỉ. Thông thường vào đầu tháng giêng, khi tiết trời mát mẻ, các chủ vườn mới bắt đầu ghép quả. Theo anh Mến, nghề trồng bưởi phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Nếu gặp mưa, sương muối, thời tiết khắc nghiệt thì rất dễ mất mùa. Để thành công, chủ vườn phải nắm rất chắc kỹ thuật chăm sóc và theo dõi thời tiết hàng ngày. Bưởi diễn là loại cây dễ thích nghi và chăm sóc. Cây có khả năng kháng sâu bệnh, trên thân cây có thể ghép nhiều quả. Vì vậy, cây bưởi bình thường ra trái chỉ đạt 30-50 quả, còn cây ghép thì có thể lên đến vài trăm quả. Đặc biệt, những cây bưởi vừa có hoa lại vừa có quả được khách rất ưa thích. Để có những cây bưởi đẹp, mỗi năm, nhà anh Mến phải trực tiếp thu mua các gốc bưởi có tuổi đời từ 5 năm cho đến vài chục năm tuổi, sau đó mang về chăm sóc, tạo thế, ghép quả. Cũng theo anh Mến, việc lai ghép quả trên cây bưởi được trồng trong chậu không hề đơn giản. Đặc biệt, với số lượng ghép nhiều thì tỷ lệ đất trong chậu, tưới nước, bón phân theo từng thời kỳ đều phải tuân thủ quy trình khoa học chặt chẽ mới đảm bảo được quả chín vàng mọng từ gốc lên đến ngọn cây. Khế cổ, công tử Bạc Liêu từng chơi trả 6 tỷ đồng không bán. Cây khế thân móc, các cành đang xen vào nhau nhìn như một ngọn núi, từng được công tử Bạc Liêu sở hữu, được đại gia cây cảnh Đắk Bắc trưng bày tại Hà Nội khiến nhiều du khách thèm muốn. Hiện tác phẩm độc đáo này của anh Phan Văn Toàn, thường gọi là Toàn Đô La, ở thành phố Việt Trì, Phú Thọ. Anh Toàn được xem là một trong những đại gia chơi ngông nhất trong giới chơi cây cảnh. Chưa đầy 8 năm, đại gia này đã bỏ ra 120 tỷ để chơi cây. Theo chủ nhân của tác phẩm, cây khế này là dòng khế ta chứ không phải là dòng khế gân. Khế gân có một số cây ở Việt Nam có tuổi đời trên 300 năm, nhưng khế ta thì cây này là số 1. Vị đại gia cây cảnh chia sẻ, người xưa có câu, cây đi tìm chủ, quý vật tìm quý nhân, từ cái duyên cái nghiệp đưa đẩy mà anh, vợ chồng tôi đã sưu tầm được những cây cảnh vô cùng độc đáo. Nhiều loại cây cảnh quý ở Việt Nam trước đây thuộc sở hữu của vua chúa, tôi đã kỳ công đưa chúng hội tụ tại vườn Thường Nguyễn của mình. Điển hình như cặp khế của vua Gia Long khoảng 400 tuổi, cây tùng La Hán của vua Quang Trung 600 tuổi và những cây xanh có tuổi đời trên 300 năm, cây đề bằng lăng từ cung đình Huế mang ra, cây dúi hàng trăm năm tuổi được uống theo hình chữ tâm. Chị Thu, vợ anh Toàn cũng cho biết, phải mất rất nhiều công sức mới sở hữu được cây khế ta quý hiếm như vậy. Cây khế này đã qua rất nhiều chủ, rất vất vả mới mua được cây khế này. Mình là người rất may mắn, người ta gọi là quý vật gặp quý nhân. Thực sự, cây cũng như con người cũng có linh hồn, nên cây chọn chủ, chị Thu nói. Nguồn gốc của cây khế ta này đến bây giờ không ai rõ, nhưng nó đã được thuộc sở hữu của công tử Bạc Liêu. Ngưỡng mộ Bạch công tử, tôi tìm đọc thấy ngưỡng mộ nên quyết tâm mua bằng được, chị Thu cho hay. Dòng khế rất giòn, không như những loại cây khác. Muốn có một cây cảnh đẹp như vậy, những nghệ nhân xưa phải kỳ công chế tác. Cây khế thân mốc, xù xì, u nổi, các cành đang xen vào nhau, nhìn như một ngọn núi, nên có tên kết mộc vi sơn. Đã có một số người trong giới chơi cây biết đến trả hơn 6 tỷ đồng, nhưng tôi không bán vì mình có duyên với cây nên không muốn bán, muốn đem trưng bày cho mọi người chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cây để biết thời xưa các cụ chơi cây kỳ công như thế nào, anh Toàn nói.
Tác phẩm Kết Mộc Vi Sơn, đây là một cây khế ta có tuổi đời hơn 200 năm đang được trưng bày tại một hội chợ cây cảnh ở Hà Nội. Theo chủ nhân của cây, cây có nguồn gốc từ Bạc Liêu và từng được công tử Bạc Liêu sở hữu. Gốc cây to, một người ôm không xuể, xù xì, nổi u cục. Phần gốc cây và phần thân cây phía trên được phân rõ ràng bởi các cành cây mọc chìa ra xung quanh. Đây là điểm nối giữa phần gốc và phần thân cây, các cành mọc u xù, uốn lượn xoắn vào nhau. Và ngọn cây nhỏ dần trông giống như một ngọn núi, thân mốc xù xì chứng tỏ cây đã nhiều năm tuổi. Các cành mọc ra từ thân cây phân phối hợp lý chứng tỏ các nghệ nhân xưa mất nhiều công sức chế tạo uốn nắng. Ông Phan Văn Toàn, thành phố Việt Trì, Phú Thọ, chủ sở hữu cây khế cho biết, khế rất giòn nên uốn nắng rất khó. Để có được cây khế như thế này thì cây phải được trồng uốn nắng từ khi mới trồng. Để uốn các cành khế, các nghệ nhân phải dùng dây sắt nhôm bọc vải từ phần gốc cành đến phần ngọn của cành cây. Theo chủ nhân của cây, đây là cây số 1 ở Việt Nam khi nhắc đến dòng khế ta. Những mầm xanh nhỏ mọc trên thân mốc trắng. Nhiều du khách đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn một tuyệt tác hiếm có ở Việt Nam. Cây chỉ đem trưng bày đã có người trả 6 tỷ đồng nhưng chủ nhân của cây không bán.